Xin chào tất cả anh em. Đây là mình chia sẻ cho anh em một cái nay cái clip này. Đấy. Tức là về cái quạt. Tức là quạt đây là quạt gọi là quạt lắp thêm nhá. Quạt này của nó có cái đường kính nó rơi vào tầm khoảng độ trên dưới 30 cm. Đường kính tròn. Đó. Như cái dòng quạt này nó lại hay một cái là chuyên dành cho độ chế cho tất cả các dòng xe, từ xe con đến xe tải. Đấy, hoặc là máy xúc, máy công trình. Đấy, bởi vì dòng quạt này nó sẽ có dòng điện 12V và điện 24V, nó đều có. Kích cỡ thì như này. Thế nhưng cái quạt này nó hay một cái như này này. Đấy, tại sao tôi lại nói là cái quạt này là chuyên để cho độ chế cho những cái dòng xe, bởi vì như các bạn biết là cái thời tiết ở Việt Nam mình ấy rất là khắc nghiệt. Đấy, bình thường như nếu như mùa hè. Mùa hè có lúc là ngoài thời tiết nhiệt độ ngoài trời có thể lên 38 40 độ, thậm chí nó còn hơn. Cho nên là cái hệ thống tản nhiệt làm mát động cơ của mình hoặc là làm mát điều hòa là gần như là luôn luôn bị thiếu gió, nhất là với những cái dòng xe như mình gọi là chạy quạt ly tâm nhá. Chạy quạt ly tâm nếu như mà đỗ tại chỗ gần như là quạt ly tâm nó không làm mát được. Không làm mát được cho hệ thống điều hòa và làm mát được cho nó chỉ làm mát được cho két nước thôi. Thế làm mát cho cái tản nhiệt của động cơ thôi, không làm mát được điều hòa giàn nóng. Thì có những xe là người ta không thiết kế cái quạt tản nhiệt giàn nóng mà người ta chỉ mượn cái quạt ly tâm thôi. Cho nên khi mình đỗ tại chỗ ấy, là gần như là không tản nhiệt được kịp. Bởi vì nhiệt độ ngoài trời với nhiệt độ động cơ nó rất là nóng. Thế thì giải pháp để làm hạ nhiệt giàn nóng, tức là áp suất cao, thì anh em thợ là luôn tìm kiếm các những cái mẫu quạt để mình lắp thêm để cho nó hạ nhiệt. Thì đây là cái mẫu này nó rất là chuẩn và rất ok. Thứ nhất là ở đầu xe ấy, đầu xe có những cái xe nó rất chật. Thế thì mình đưa cái dòng quạt này vào. Quạt này cái ưu việt của nó là nó rất là mỏng. Đây. Cái độ mỏng nó cực kỳ là mỏng. Nếu mà cái này nếu mình đo thức cặp thì nó rơi vào tầm khoảng độ 4 đến 5 phân thôi. Nó không dày lắm. Nhưng cái công suất của cái quạt này thì nó lên đến 80W. Đấy, nó rất là khỏe. Đây tí tôi thử cho các bạn xem nhé. Nhưng mà cái ưu việt cái thứ hai ấy là cái quạt này nó hay cái này. Nó là cánh chéo này. Đó. Cánh chéo. Nhưng mà nó lại có tác dụng là cánh này nó có thể mình đảo cánh được từ cánh hút sang cánh đẩy. Cái mình sẽ nếu như mình lưới con ốc này ra này, hay con EQ ấy, lưới ra. Thế xong mình lật cánh lại thì tí tôi lật cho các bạn xem. Là lại thành cánh thảy đẩy. Nó có bởi vì quạt nó sẽ có hai chiều, một hút một đẩy. Bởi vì như cái motor này thì các bạn biết rồi, nó là gọi là như mình gọi là cái motor này gọi là động cơ xoay chiều nhé. Mình đảo chiều dòng điện thì là quạt nó quay, thích ngược thì ngược mà thích xuôi thì xuôi. Đó, nó hay cái đấy. Thế mà nhất là những cái dòng xe nếu như các bạn mà làm về hệ thống điều hòa hoặc là có xe ô tô, nhất là dòng xe chạy quạt ly tâm, ví dụ như dòng xe Forerunner đấy hoặc là BT50, gần như là nhà thiết kế người ta không thiết kế cái quạt tản nhiệt đằng trước, cho nên là áp nó rất cao. Nếu mà các bạn có tin, khi anh em thợ làm ấy, khi cắm đồng hồ vào, cho ga vào, lạp ga vào thôi, mới thêm ít ga vào thôi mà cái áp nó đã lên tầm 250-300 rồi. Cho nên là anh em thợ nhiều người còn sợ không dám nạp ga. Đấy, nên khi mà cái thời tiết mùa hè nó nóng ấy, thì mình lắp được thêm cái quạt tản nhiệt này vào này thì cực kỳ là yên tâm, mà độ lạnh nó sâu hẳn đi nhá. Bởi vì như các bạn biết đấy, là như tôi sẽ nói về cái tại sao là nhiều khi là mình phải lắp thêm cái quạt giàn nóng. Cái khí hậu của Việt Nam mình mới gọi là mình cái Việt Nam mình nó là nước khí hậu nhiệt đới, thì khi cái thời tiết nó thất thường ấy, nó không như nước ngoài. Nước ngoài tại sao là có những cái động cơ
người ta sử dụng nó rất là bền, hệ thống điều hòa cũng rất bền, bởi vì là cái gần như là những cái nhiệt độ ngoài trời ấy, hoặc là cái thời tiết của họ nó rất là ổn định, nó gần như là nó không 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 nóng. Nhiều lúc mình cảm nhận là cái mùa hè của họ nó không khắc nghiệt như ở bên mình đấy, cho nên nó rất bền. Nên của mình tại sao hệ thống điều hòa của mình nó nhanh hỏng như thế, bởi vì nó do cái hệ thống tản nhiệt nó không tản nhiệt kịp đấy. Thì đây bằng cái phương pháp mà mình giới thiệu cho anh em cái bạ cái quạt này này để hỗ trợ lắp thêm cho tất cả các dòng xe. Thì đây nhá, mình thử cho các bạn xem là cái dòng này cái quạt nó hoạt động có khỏe không và tốt không. Đây hiện tại là cái cánh như này, đây là nó đang là cánh hút nhá. Đây ạ, mình thử, đây là thử này, đúng chiều điện này, thử cho nó chạy. Quạt rất mạnh. Đây là cánh hút này. Đấy. Đúng chiều điện này. Đúng chiều quay nhá. Mà quạt này, riêng quạt cánh chéo này là nó chạy rất là êm. Nó êm hơn là quạt cánh thẳng. Đây. Nếu quay như này là gió nó đang hút về đằng sau. Như này đang hút về đằng sau. Quạt này nó chạy êm lắm. Tôi sẽ đảo đảo chiều cánh để cho nó chuyển sang cái chế độ cánh 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 đẩy này. Đi. Rất êm, riêng cái cánh chéo này rất êm. Mà nhiều gió. Đấy, cái quạt này nó hay cái đây nhá. Mình sẽ đỡ đảo cái chiều cánh. Này, cánh này là lật 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 chiều cánh được này. Đảo được chiều cánh. Đây, mình mà đảo đảo chiều cánh như này thì là nó tức là gió lại thành cánh cánh đẩy, tức là vừa đấy là đang là cánh hút, bây giờ thành cánh đẩy. Cánh đẩy nhá, cánh đẩy thì dựa vào đây thì nó hút ở đây luôn. Rất nhiều đó. Quạt này nó cái cánh chéo nó rất là êm. Êm lắm. Đấy, đúng đúng chiều cánh như đấy. Như này đấy, đúng chiều cánh, gió rất mạnh. Quạt này 80W. Rất đơn giản mà lại lắp được cái quạt này thì là nó an toàn, và nó cái mình hạ được nhiệt của cái áp cao và làm có thể làm mát được cả động cơ. Đấy, làm mát được nước. Thì cái quạt này nó có thêm cả cái chân này. Đây này. Cái chân này người ta thiết kế là
để cho mình xoay được các chiều để bắt đấy nhá. Ví dụ cái chân này người ta cài vào đây này, đấy. Cài vào đây đấy. Tất cả là cài vào rất là dễ bắt đấy. Tất cả đấy. Cực kỳ là dễ bắt mà dễ dễ thao tác, thấy chưa, dễ lắm. Đây này, nắp vào đây, chiều nào cũng được. Nó gần như là người ta thiết kế nó gọi là 2 4 6 8 10 10 điểm để mình gá kẹp cái chân này đó, 10 điểm để gá kẹp chân nhé, thoải mái xoay xoay các chiều. Ưu việt của cái quạt này nó rất là hay ở cái chỗ đấy. Thế thì và tại sao mình lại giới thiệu cho anh em, bởi vì những cái dòng này mình bán cũng rất nhiều rồi và mình nghiên cứu rất nhiều rồi, là nó phù hợp được cho là chuyên để dành cho chế độ độ chế cho tất cả các dòng xe thuận tiện. Nếu mà anh em có nhu cầu tìm hiểu về dòng sản phẩm này thì có thể liên hệ qua số điện thoại 0769086333. Nếu mà anh em thấy cái video này của mình mà hay và có hữu ích thì cho xin một like. Cảm ơn anh em đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo.